Đây là năm thứ 13, thành phố Đà Nẵng cùng thế giới tổ chức hoạt động tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông. Lễ tưởng niệm để bày tỏ niềm thương xót với những người xấu số khi tham gia giao thông và chia sẻ mất mát khó khăn với người thân của họ. Đồng thời, đây cũng là dịp để nhắc nhở mỗi chúng ta về tầm quan trọng của việc tuân thủ quy định pháp luật trật tự an toàn giao thông. Với cái khẩu hiệu là tưởng nhớ người đi vì người ở lại, những cái nỗi đau do tai nạn giao thông đã và đang để lại cho những người ở lại thật là đau đớn, và nhiều gia đình đã mất đi những trụ cột lao động chính gây ảnh hưởng tới đời sống vật chất và tinh thần của những người ở lại. Chính vì vậy thì Đoàn Thanh niên thành phố mong muốn mỗi người khi tham gia giao thông cần nâng cao ý thức trách nhiệm của mình, và đặc biệt là cái sự kiên nhẫn và nhường nhịn khi tham gia giao thông. Thông qua lễ tưởng niệm, đại diện Ban An toàn Giao thông thành phố đã kêu gọi mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên và người dân hãy nâng cao ý thức về an toàn giao thông, thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật để giảm thiểu tai nạn giao thông, bảo vệ tính mạng và sức khỏe của bản thân cũng như cộng đồng. Mỗi người hãy nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông, tự giác nhường nhịn giúp đỡ nhau khi tham gia giao thông để cùng xây dựng môi trường tham gia giao thông an toàn, văn minh. Bản thân tôi luôn nêu cao tinh thần tự giác, chấp hành tốt tất cả các chủ trương, nhất là luật về an toàn giao thông. Bên cạnh đó thì kêu gọi đoàn viên thanh niên, các em thanh thiếu nhi, phụ huynh cũng như là người thân tiếp tục chúng ta chấp hành theo luật lệ an toàn giao thông đã đề ra. Bên cạnh việc tuyên truyền vận động các bạn đoàn viên thanh niên và người dân hãy vì niềm thương xót những người đã mất mà hành động cho sự an toàn của những người đang sống, thì lực lượng chức năng tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm hành vi vi phạm để hạn chế tai nạn giao thông. Với cái trách nhiệm của lực lượng giao thông thì chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn việc chấp hành an toàn giao thông cho các bạn đoàn viên thanh niên. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng sẽ xử lý nghiêm, triệt để các vi phạm để nhằm hướng tới việc đẩy lùi về tai nạn giao thông liên quan đến tuổi học sinh. Dịp này, Thành đoàn Đà Nẵng phối hợp cùng Ban An toàn Giao thông trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh trung học phổ thông trên địa bàn thành phố, nhằm chung tay cùng các cấp, các ngành hình thành thói quen đội mũ bảo hiểm cho học sinh cũng như mọi người dân khi tham gia giao thông.